tranh rút lui Bà Harris chỉ đậm cho chiến dịch quảng bá Thủ tướng Georgia dự đoán xung đột Ukraine kết thúc vào năm 2025 Ông Zelensky ra lệnh cải tiến cấu trúc hệ thống phòng không Moscow lên tiếng sau khi nhận khuyến cáo công dân không nên đến Nga Israel phóng tên lửa tấn công căn cứ phòng không tại Syria Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Việc hai ứng viên liên danh tranh cử với bà Harris rút lui đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thay thế Tổng thống Mỹ Joe Biden làm ứng viên Đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua Tổng thống năm 2024. Kể từ khi ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, dư luận càng quan tâm hơn đến việc bà Kamala Harris sẽ chọn ai là người đồng hành và trở thành phó tổng thống Mỹ trong tương lai nếu bà chiến thắng. Trước đó, ông Roy Cooper, thống đốc bang Bắc Carolina vào ngày 29 tháng 7 theo giờ Mỹ tuyên bố, tôi rất vinh dự khi được cân nhắc cho vị trí này. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm thích hợp để Bắc Carolina và tôi tham gia cuộc bầu cử toàn quốc. Cùng ngày 29 tháng 7, bà Gretchen Whitmer, thống đốc bang Michigan phát biểu trên một bản tin truyền hình của đài CBS rằng bà sẽ không tham gia vào quy trình tuyển chọn cho vị trí ứng viên phó tổng thống của bà Harris. Tuy nhiên, bà Harris cũng cân nhắc một số nhân vật khác làm phó tướng cho mình, bao gồm thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear, thượng nghị sĩ Mark Kelly của bang Arizona, thống đốc bang Minnesota, Tim Walz và bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc đua phó tổng thống Mỹ, theo hãng tin Reuters, chiến dịch quảng bá cho phó tổng thống Kamala Harris người nhận ngọn đuốc tranh cử từ Tổng thống Joe Biden đã chính thức được công bố. Số tiền dùng cho chiến dịch quảng bá này lên tới 50 triệu đô la Mỹ và dự kiến sẽ còn tăng trong vài tháng tới. Khoảng một nửa tiền cho chiến dịch, tức 25 triệu đô la Mỹ, sẽ được chi để nhắm tới các cử tri ít quan tâm chính sự và đang xem trực tiếp Thế vận hội ở Pháp. Tiêu điểm sẽ là video dài một phút với nhan đề Không sợ hãi, trong đó tập trung xây dựng chân dung tích cực về bà Harris. Đây là chiến dịch quảng cáo lớn nhất của bà Harris Kể từ khi bà củng cố được sự ủng hộ trong nội bộ Đảng Dân chủ, tương tự như bà Harris, nhóm hỗ trợ tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng sẽ triển khai một chiến dịch quảng cáo rầm rộ với 10 triệu đô la Mỹ tại 6 tiểu bang chiến trường trong tuần này để nỗ lực giảm bớt sự nhiệt tình của các cử tri và quyên góp cho đối thủ Kamala Harris. Đây là đợt quảng cáo lớn nhất của ông Trump kể từ tháng 1, thời điểm ông vẫn đang cạnh tranh với các đối thủ trong đảng để giành được đề cử. Đây cũng là chiến dịch tranh cử qua quảng cáo lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui và Phó Tổng thống Kamala Harris được xem là ứng cử viên thay thế chưa chính thức. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây có bình luận về khả năng tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống bà Kamala Harris, người gần như nắm chắc vé trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, khi được hỏi về việc liệu ông có tranh luận với bà Harris ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói, câu trả lời là có, có thể tôi sẽ tranh luận, nhưng tôi cũng có thể không làm gì cả. Hiện ông Trump và bà Harris được cho là sẽ tham gia màn tranh luận trực tiếp do đài ABC tổ chức diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Màn tranh luận này đã được đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Biden và ông Trump xác nhận tham gia trước khi Tổng thống Biden có quyết định đột ngột dừng chiến dịch tái tranh cử. Ông Trump lý giải ông có thể quyết định hủy cuộc tranh luận với bà Harris vì ông không muốn lan truyền thông tin giả mạo, đồng thời cho biết thêm đài ABC có thể kiếm được hàng triệu đô la Mỹ từ màn tranh luận. Trước đó, chiến dịch của ông Trump đã đưa ra một tuyên bố cho biết cựu Tổng thống sẽ không cam kết tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trong tương lai cho đến khi ứng cử viên Dân Chủ được chính thức lựa chọn. Người phát ngôn chiến dịch của ông Trump, Stephen Chung cho biết trong một tuyên bố rằng do tình hình chính trị hỗn loạn xung quanh ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ, các chi tiết của cuộc tranh luận tổng tuyển cử không thể được hoàn thiện cho đến khi Đảng Dân chủ chính thức quyết định về ứng cử viên của họ. Về phần mình, bà Harris cho hay bà sẽ tham gia cuộc tranh luận của đài ABC. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Harris có nói rằng: "Tôi nghĩ rằng các cử tri xứng đáng được chứng kiến màn hình chia đôi sân khấu tranh luận tồn tại trong cuộc đua này. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng bắt đầu thôi." Trước đó, ủy ban vận động tranh cử của phó tổng thống Kamala Harris, người gần như chắc chắn sẽ được Đảng Dân chủ đề cử là ứng viên tổng thống thay cho ông Joe Biden, đã gửi email đến cử tri với thông điệp nhiều người đang nói ông Donald Trump sợ tranh luận với bà Kamala Harris. Các trợ lý của phó tổng thống Mỹ còn chỉ trích ứng cử viên đảng Cộng Hòa đang tìm cách rút lui, hủy lịch, từ chối tham gia, trốn trong ma Lago để không phải tranh luận trên đài ABC sắp tới. Email dẫn lời thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro nói ông Trump sợ đối đầu với bà Harris, còn Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg nói ông Trump lộ tâm lý yếu đuối bất ngờ. Và mới đây nhất, Alan Lichman, một nhà nghiên cứu lịch sử chính trị, đã đưa ra dự đoán sơ bộ về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Lichman nhấn mạnh, ông sẽ đưa ra dự đoán cuối cùng cho cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 8 năm nay, khoảng 3 tháng trước ngày bầu cử, sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, theo phân tích của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng sẽ giành chiến thắng. Theo Fox News, ông Lichman đã phát triển một công thức để đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, và trong hầu hết các trường hợp, Công thức mang tên chìa khóa Nhà Trắng này đều cho kết quả chuẩn xác. Chìa khóa Nhà Trắng của ông Lichman bao gồm 13 câu hỏi đúng hoặc sai mà ông tin rằng sẽ đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ về người sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mùa thu. Theo đó, nếu đảng kiểm soát Nhà Trắng được coi là thành công ở 8 chìa khóa trở lên, đảng đó được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng và duy trì quyền kiểm soát. Ngược lại, nếu đảng đương nhiệm bị coi là thất bại ở 6 tiêu chí trở lên, đảng đối phương sẽ giành chiến thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Lichman đã dự đoán đúng kết quả 9 trên 10 cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và được mệnh danh là nhà tiên tri. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua cho biết có kế hoạch thúc đẩy một đạo luật nhằm mang lại những thay đổi cơ bản đối với tòa án tối cao liên bang, trong đó có việc giới hạn nhiệm kỳ và xây dựng bộ quy tắc đạo đức mang tính ràng buộc. Tổng thống Biden cho rằng phán quyết của tòa án tối cao cho phép tổng thống được hưởng các quyền miễn trừ lớn ngay cả khi phạm tội là một ví dụ của việc đưa ra quyết sách nguy hiểm và cực đoan, đặt tất cả người dân Mỹ trước những nguy cơ. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng nêu bật một loạt vấn đề quan ngại về mặt đạo đức, đe dọa sự liêm chính của tòa án. Được biết, Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ra đời đạo luật quyền dân sự, trong đó nêu những đề xuất cải cách tòa án tối cao liên bang. Trong phát biểu của mình, Tổng thống Biden dự kiến nêu vấn đề nhiệm kỳ suốt đời của thẩm phán tòa án tối cao liên bang đã cho phép Tổng thống bổ nhiệm có thể duy trì ảnh hưởng rất lâu, kể cả sau khi nhiệm kỳ kết thúc đề xuất quy trình bổ nhiệm của tổng thống sẽ theo chu kỳ 2 năm một thẩm phán và nhiệm kỳ thẩm phán là 18 năm. Ngoài ra, tổng thống Biden cũng đề xuất một bộ quy tắc đạo đức, yêu cầu thẩm phán công khai các món quà, hạn chế hoạt động chính trị công khai và không tham gia những vụ việc mà người thân có xung đột với lợi ích. Tổng thống Biden cũng sẽ kêu gọi sửa đổi hiến pháp nhằm giới hạn quyền miễn trừ rộng rãi của tổng thống mà 6 thẩm phán theo tư tưởng bảo thủ đã ủng hộ trong phán quyết công bố vào cuối tháng trước. Phó tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris đã ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Biden, khẳng định sẽ đồng hành với nhà lãnh đạo thứ 46 của Nhà Trắng trong nỗ lực này. Trong khi đó, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe Cộng Hòa. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã tuyên bố dự luật này sẽ không nhận được sự ủng hộ ngay cả khi được chỉnh lên Hạ viện. Ngoài ra, cựu Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng gọi ý tưởng cải cách tòa án tối cao của ông Biden là hành động tuyệt vọng của phe Dân Chủ nhằm đóng vai trò trọng tài. Ông cáo buộc đảng của ông Biden đang tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống tấn công nền tư pháp và các đối thủ chính trị. Trong khi đó, bà Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ dân chủ đến từ bang Massachusetts, cho biết đề xuất cải cách của ông Biden là lời nhắc nhở với người dân Mỹ rằng khi họ bỏ phiếu vào tháng 11, tòa án tối cao cũng có tên trong lá phiếu. Kể từ khi thoát khỏi vụ ám sát hụt, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm bảo được vị trí ứng viên đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Một câu hỏi được đặt ra nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng, Ukraine sẽ như thế nào? Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong 24 giờ, mặc dù ông không nêu rõ các biện pháp đó là gì. Sau cuộc điện đàm gần đây với tổng thống Ukraine Zelensky, ông Trump tuyên bố cả hai bên có thể ngồi lại với nhau, đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, mối lo ngại lớn ở đây là ý tưởng của ông Trump về một giải pháp hòa bình có thể chỉ đơn giản là việc Nga kiểm soát các khu vực hiện nay ở Ukraina. Gần đây, ông đã tuyên bố với người đồng hành tranh cử của mình là thượng nghị sĩ bang Ohio, James David Vance, người đã nói rằng ông không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraina. Với tất cả những điều này, nếu ông trong quay lại Nhà Trắng, các thành viên NATO khác có thể đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Nga, hoặc ủng hộ ông Zelensky bác bỏ một thỏa thuận như vậy và tiếp tục chống lại cuộc tấn công của Moscow. Trong kịch bản thứ hai, Ông Trump thậm chí có thể ngăn cản những người không có cùng ý kiến bằng cách rút lại các đảm bảo quốc phòng của Mỹ đối với các đồng minh mà ông coi là làm gia tăng xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một cuộc khủng hoảng theo hướng này sẽ chia rẽ và làm suy yếu NATO đến mức một số đồng minh có thể rút lui khỏi cuộc đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin và dừng hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, một thực tế là ngay cả khi Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, thì mối đe dọa từ Trung Quốc có thể bóp nghẹt nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine trong trường hợp đó, ông Zelensky sẽ phải dựa vào các đồng minh châu Âu, cùng với các khoản vay G7 được hỗ trợ bởi số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, nếu ông Trump giành chiến thắng vào tháng 11 tới, các cố vấn của ông có thể sẽ cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần kết thúc để ngăn Mỹ bị kéo vào nếu Nga muốn đáp trả việc các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Khi Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, rủi ro này không phải là hoàn toàn không thể xảy ra điều này đồng nghĩa rằng một phần cái giá của việc ông trump chấp nhận các thành viên eu tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine có lẽ là cam kết không sử dụng các vũ khí này tấn công sâu vào lãnh thổ nga mặc dù vậy hiện nay có một vài ngoại lệ đối với các mục tiêu ở nga gần biên giới với ukraine điều này không kéo mỹ vào xung đột trực tiếp với nga dưới thời tổng thống joe biden nên cũng không xảy ra dưới thời ông trump tuy nhiên thực tế là trước những mối đe dọa từ một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như nga châu âu chỉ cảm thấy an toàn khi cung cấp vũ khí cho ukraine nếu ông Trump duy trì cam kết của Mỹ với NATO, điều này đã đưa đến một vấn đề khác, đó là ông Trump cho rằng các nước châu Âu nên hành động nhiều hơn để tự vệ, thể hiện qua chính câu nói của ông rằng ông sẽ khuyến khích Nga làm bất kỳ điều gì họ muốn với các thành viên NATO không đóng góp công bằng cho liên minh. Vì vậy, với việc ông Trump đắc cử, những cam kết đáng tin cậy về việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào để tiếp tục ủng hộ Ukraine. Trong khi các cổ vấn tương lai của ông Trump đồng ý với những lập luận như vậy, thì về nguyên tắc vẫn còn nghi vấn liệu các thành viên NATO có thể thực sự thực hiện được những gì các cổ vấn của ông mong đợi hay không. Thưa quý vị, xung quanh cuộc xung đột nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến với ngay phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa nga và ukraine. Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze dự đoán xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2025. Theo ông Kobakhize, nếu ứng cử viên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trong vòng một năm và sau khi xung đột kết thúc, Georgia có thể khởi động lại quan hệ với Mỹ. Trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Kobakhize cho biết thêm, tôi cho rằng các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU sẽ bắt đầu trong năm nay. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Georgia, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine khả năng thảo luận sớm về việc Georgia gia nhập EU là rất thấp. Ông Kobakhize cũng lưu ý rằng đất nước ông đã phải đối mặt với nhiều tháng khó khăn do cuộc xung đột ở Ukraine. Vừa qua, Thủ tướng Kobakhize cũng cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình với kênh Rustavi 2, Georgia có thể sẽ trở thành mặt trận đối đầu quân sự thứ hai với Nga trong vài ngày nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10. Ông Kobakhize nói, về mặt lý thuyết, bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu phong trào quốc gia tập thể tức phe đối lập lên nắm quyền. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không phải trong 2, 3 hoặc 4 tháng mà là trong vài ngày, Georgia sẽ trở thành mặt trận chống Nga thứ hai. Tôi đảm bảo điều này dựa trên thông tin tôi có. Thủ tướng Kobakhize cáo buộc sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, phe đối lập ở Georgia cũng như giới lãnh đạo Kiev được cho đã kêu gọi Tbilisi triển khai binh sĩ tới khu vực xung đột. Theo ông, động thái này sẽ đồng nghĩa với việc Georgia tham gia vào cuộc xung đột. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố một kế hoạch hành động để đạt được hòa bình tại Ukraine sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 11. Trả lời phỏng vấn NHK, Tổng thống Ukraine nêu rõ kiên nhẫn, ủng hộ và gây sức ép ngoại giao là ba yếu tố để chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi Mỹ và các quốc gia châu Âu duy trì sự thống nhất để gây thêm sức ép đối với Moscow. Theo Tổng thống Zelensky, Kiev sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết với các quốc gia có liên quan về toàn vẹn lãnh thổ và các vấn đề khác. Theo đó, kế hoạch hành động vì hòa bình sẽ sẵn sàng vào tháng 11 tới. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tới khu vực tiền tuyến Vopchansk ở tỉnh Kharkov, gần biên giới phía đông bắc với Nga. Đây cũng là một trong những mặt trận lực lượng của Nga đang cố gắng tạo bước đột phá. Ông Zelensky thông tin thêm rằng mặc dù các cuộc không kích của Nga đã giảm bớt phần nào trong thời gian gần đây, nhưng giới chức nước này vẫn đang bắt đầu kế hoạch tăng cường hệ thống phòng không ở khu vực Kharkov nhằm đối phó với mọi động thái bất ngờ từ đối phương. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu mới đây rằng ông đã ra lệnh cho lãnh đạo quân đội trình bày cấu trúc được cập nhật cho hệ thống phòng không Ukraine vào cuối năm nay. Ông nói, chúng tôi đang nghiên cứu cấu hình phòng không để cả khu vực Kharkov và các khu vực khác của chúng tôi được bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công của Nga Tổng tư lệnh Siski và các chỉ huy có liên quan phải trình bày cấu trúc được cập nhật để vận hành các hệ thống phòng không của chúng tôi và các yêu cầu mới đối với các đối tác để chỉ rõ là họ cần cung cấp những gì vào cuối năm nay. Nguồn cung cấp hệ thống phòng không của phương Tây đã bắt đầu chảy nhanh hơn vào Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết những hệ thống như vậy sẽ được triển khai nhanh hơn ở những nơi hứng chịu số lượng cuộc tấn công lớn từ lực lượng Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng hệ thống năng lượng của nước này cũng đang được khôi phục sau khi chịu tổn thất đáng kể do các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là trong những tháng mùa đông. Ông lưu ý rằng các quan chức tương ứng phải có nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân rõ ràng về vấn đề này. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái giá rẻ mới để phát hiện, theo dõi hệ thống phòng không Ukraine, đồng thời đóng vai trò làm mồi nhử có thể thấy, Nga đang nỗ lực điều chỉnh chiến thuật và thử nghiệm các công nghệ mới để giành lợi thế trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố cũng như cơ sở hạ tầng của Ukraine. Hãng thông tấn Kyodo mới đây khẳng định, nghị sĩ Nhật Bản kỳ cựu, ông Muneo Suzuki, người nổi tiếng với quan điểm ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Nga, đã có chuyến công tác đến xứ sở Bạch Dương, bất chấp sự phản đối của Tokyo Kyodo dẫn lời tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi rằng chính phủ đã ban hành khuyến cáo yêu cầu các công dân, bao gồm quan chức, tránh việc đi đến Nga. Chỉ vài giờ sau đó, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov đã trả lời phỏng vấn về tuyên bố trên. Ông Peskov cho hay, giới lãnh đạo Nhật Bản rõ ràng đang tìm cách gây sức ép đối với những công dân Nhật Bản muốn cải thiện quan hệ với Moscow, không được đến thăm Liên bang Nga. Ông Dmitry Peskov khẳng định, đã rõ ràng rằng Tokyo tràn ngập những người không muốn thúc đẩy quan hệ song phương Nga Nhật Bản. Thật không may khi tầng lớp lãnh đạo hiện tại của Nhật Bản đã thể hiện sự đồng lòng với những bên không thân thiện với Nga và với hành động chung của phương Tây. Điều này chỉ có thể tổn hại quan hệ song phương. Cũng thật đáng tiếc khi giờ lãnh đạo Nhật Bản thể hiện thái độ đó với đất nước chúng tôi. Họ còn gây áp lực với những người có chính kiến khác, những người tìm cách liên lạc với chúng tôi. Phía Nhật Bản hiện chưa phản hồi những tuyên bố trên. Theo hãng tin Reuters của Anh, Tokyo và Moscow từ lâu đã vướng vào tranh chấp lãnh thổ đối với bốn hòn đảo ngoài khơi bờ biển Nhật Bản và điều này đã ngăn cản hai nước chính thức ký kết hiệp ước hòa bình kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ là nguyên nhân chính dẫn đến việc Nhật Bản và Nga đến nay vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình từ sau Thế chiến hai. Với những quan điểm lập trường hiện nay của cả hai bên, tương lai của một bản hiệp ước hòa bình giữa hai nước dường như trở nên xa vời. Năm 2018, sau nhiều nỗ lực, Nga và Nhật Bản có ký kết được thỏa thuận Singapore. Đây là thỏa thuận được ký kết giữa Thủ tướng Abe Shinzo và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dự hội nghị thượng đỉnh tại Singapore. Ký kết này liên quan đến việc xúc tiến nhanh thương lượng hiệp ước hòa bình dựa trên tuyên bố chung Nhật Bản Nga năm 1956 về việc Nga sẽ trao trả hai đảo Sikotan và Habomai cho Nhật Bản. Tiếp theo đó là thương lượng về việc khai thác chung tại khu vực quần đảo đang tranh chấp. Dựa trên những điều này, hai bên hy vọng có thể thực hiện việc ký kết hiệp ước hòa bình. Có thể nói, thời kỳ khi ông Abe Shinzo là Thủ tướng Nhật Bản hai bên đã có những bước đi khá chắc chắn để hiệp ước hòa bình có thể ra đời. Nhưng cũng từ sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, Nhật Bản có nhiều thay đổi về lập trường đối với Nga và sách xanh ngoại giao Nhật Bản lại khẳng định thêm rằng triển vọng cho một hiệp ước hòa bình giữa hai bên gần như bằng không. Một tảng băng mới và rắn chắc lại ngang giữa đường khi kế hoạch thực hiện hiệp ước mới chỉ bắt đầu. Từ đây, Nhật Bản sẽ không nhân nhượng trong vấn đề lãnh thổ khi quay lại phản đối Nga, tiếp tục khẳng định chủ quyền, tăng cường đảm bảo an ninh tại khu vực tranh chấp. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Ủy ban Ngân sách Hạ viện thông báo rằng Mỹ đã đạt đến một cột mốc đáng ngờ khác với nợ quốc gia vượt mốc 35.000 tỷ đô la Mỹ. Người đứng đầu Ủy ban Dân biểu Jody Arrington gọi sự phát triển này là cột mốc đáng báo động, thúc giục tăng cường trách nhiệm tài chính và chi tiêu để khắc phục tình trạng tăng trưởng nợ quốc gia đang gia tăng. Ông Arrington cho biết Chúng tôi buồn vì một cột mốc suy thoái tài chính khác của quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nhất lịch sử. Bày tỏ hy vọng rằng Đảng Cộng Hòa sẽ có thể bằng cách nào đó xoa dịu tình hình nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tôi tin rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa vào năm 2025 là hy vọng cuối cùng của chúng ta để khôi phục trách nhiệm tài chính trước khi quá muộn. Nợ quốc gia của Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Trump người đã nhiều lần cam kết sẽ giảm nợ trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình. Khi ông Trump rời nhiệm sở, nợ đã tăng 8,4 nghìn tỷ đô la Mỹ lên 27,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, hơn một nửa số tiền vay liên quan đến Covid-19. Xu hướng này tiếp tục dưới thời ông Biden hiện vượt qua mốc 35 nghìn tỷ đô la Mỹ. Mặc dù lãi suất vay có chậm lại đôi chút trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông Biden so với thời ông Trump, nhưng hiện đã tăng tốc với việc Mỹ tăng thêm 1.000 tỷ đô la Mỹ nợ chỉ trong năm nay. Theo tính toán của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, khoản nợ hiện tương đương với 104.497 đô la Mỹ cho mỗi người, 266.275 đô la Mỹ cho mỗi hộ gia đình và 483.889 đô la Mỹ cho mỗi trẻ em Mỹ. Trong 12 tháng qua, nợ đã tăng 2,35 nghìn tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng tương đương 74.401 đô la Mỹ nợ mới mỗi giây quỹ tiền tệ quốc tế imf đã chỉ trích gây gắt sự mất cân bằng dai dẳng của chính sách tài khoá mỹ vào cuối tháng trước gọi thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ của washington là rủi ro ngày càng tăng đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu imf cho biết những khoản thâm hụt và nợ cao như vậy tạo ra rủi ro ngày càng tăng đối với nền kinh tế mỹ và toàn cầu có khả năng dẫn đến chi phí tài chính cao hơn và rủi ro ngày càng tăng đối với các nghĩa vụ đáo hạn đồng thời nói thêm rằng những khoản thâm hụt tài khóa kinh niên này đại diện cho sự mất cân bằng chính sách đáng kể và dai rằng cần được giải quyết khẩn cấp. Trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Nga tháng này, sự đối đầu giữa Moscow và phương Tây đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Từ các vấn đề Gaza, xung đột ở Ukraine, Syria cho đến trật tự thế giới mới, căng thẳng giữa các bên đã được thể hiện rõ nét, đánh dấu một giai đoạn đầy mâu thuẫn và xung đột ngoại giao cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phương Tây. Trong tháng này, khi Nga nắm quyền điều hành chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, sự đối đầu đã trở nên công khai hơn, thậm chí thể hiện qua các ngôn từ lạnh nhạt. Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Robert Wood, đã từ chối gọi bộ trưởng ngoại giao Nga hoặc bất kỳ nhà ngoại giao Nga nào khác là ngài chủ tịch, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng băng giá trong quan hệ giữa hai quốc gia. Các nhà ngoại giao Nga cũng không ngần ngại đáp trả. Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyansky, tỏ ra tức giận khi đáp lại những phát biểu chỉ trích của ông Wood về Nga tại cuộc họp về Syria. Sự căng thẳng này càng củng cố cảm giác về một hội đồng bảo an thường xuyên bất đồng quan điểm trong những năm gần đây, nhưng vẫn có thể thông qua các nghị quyết về một số điểm nóng trên thế giới. Những cuộc khẩu chiến giữa các nhà ngoại giao Nga và phương Tây xuất hiện trong hầu hết mọi cuộc họp của hội đồng bảo an. Khi Nga sử dụng cuộc họp mang tính dấu ấn của mình do Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov chủ trì để thúc đẩy một trật tự thế giới dân chủ hơn, với nhiều trung tâm quyền lực, các đại sứ phương Tây đã phản đối nói rằng Moscow không nên nêu vấn đề này sau khi tiến hành các hoạch quân sự ở Ukraine. Khi Nga triệu tập cuộc họp vào giữa tuần trước để lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nhà ngoại giao phương Tây đã cáo buộc Nga nhận vũ khí từ Triều Tiên và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đồng thời chỉ trích Trung Quốc cung cấp vật liệu để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, điều mà đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã phủ nhận. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Syria, Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách gây bất ổn cho nước này bằng sự hiện diện bất hợp pháp của họ ông Út lại đổ lỗi Nga và Syria cản trở nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm của đất nước này. Tại cuộc họp với Ukraine vừa qua, Nga đã đề nghị cựu ngoại trưởng Áo Karin Knesel báo cáo tóm tắt lên hội đồng. Các nhà ngoại giao phương Tây coi đây là một sự cải thiện đáng chú ý. Mặc dù họ phản đối quan điểm của bà Knesel rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ thúc đẩy một thị trường vũ khí không được kiểm soát ở Đông và Trung Âu, làm gia tăng tội phạm và khủng bố. Khi trả lời phỏng vấn của AP, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng nhiệm kỳ chủ tịch của Nga diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi được hỏi về các cuộc tranh cãi với Mỹ và các đồng minh, đại sứ Nebenzia nói, điều đó xảy ra bất kể có làm chủ tịch Hội đồng Bảo an hay không. Theo báo Neza Vissimaya Gazeta của Nga, Ba Lan sẽ khởi động chiến dịch quân sự bình minh phương Đông từ ngày 1 tháng 8 để tăng cường an ninh. Chiến dịch không chỉ tập trung vào việc bảo vệ không phận Ba Lan mà còn có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động đến miền nam Ukraine với sự hỗ trợ từ Romania. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng thông báo về chiến dịch Safe Policy ở biên giới phía đông, tăng cường số lượng binh sĩ tại đây từ 6.000 lên 17.000 người. Theo thư ký báo chí của Bộ Chỉ huy Tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan, Jacek Gorizewski, mục tiêu của chiến dịch là giám sát không phận, xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm ẩn. Ông Gorizewski nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ tăng cường khả năng phối hợp và hiệu quả hành động của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến cùng với việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO hành động của ba lan được xem là phản ứng trực tiếp trước các hoạt động quân sự của nga tại ukraine đặc biệt là nguy cơ vi phạm không phận ba lan từ các thiết bị bay không người lái uav của nga dù chưa có thông báo chính thức về việc bắn hạ uav nga trên bầu trời ukraine viễn cảnh này được đề cập trong thỏa thuận an ninh giữa ba lan và ukraine ký kết vừa qua tổng thống ukraine volodymyr zelensky là người đầu tiên đề cập đến khả năng này Rumani có thể sẽ tham gia cùng Ba Lan trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không phận Ukraine. Hiện tại, Mỹ và NATO tổ chức các cuộc diễn tập tại Rumani, bao gồm cả lực lượng không quân và phòng không. Sự tham gia của Rumani trong việc đối phó với các UAV Nga đã được nhắc đến sau khi phát hiện mảnh vỡ UAV trên lãnh thổ nước này. Việc tạo ra một chiếc ô phòng không trên không phận Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chuyên gia quân sự Nga, đại tá đã nghỉ hưu Vladimir Popov cho rằng các hành động này có thể liên quan đến việc chuyển giao máy bay F-16 của Mỹ sang Ukraine. Sự gia tăng của cuộc xung đột với sự tham gia của máy bay F-16 và thiết lập các vùng cấm bay ở miền Nam và miền Tây Ukraine là điều có thể xảy ra. Theo chuyên gia Popov, Ukraine với sự hỗ trợ của NATO đang chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công và không có ý định đàm phán hòa bình với Moscow. Các sự kiện gần đây cho thấy xung đột Nga-Ukraine đang tiếp tục gia tăng với sự can dự tích cực của các lực lượng quốc tế. Việc Ba Lan khởi động chiến dịch Bình Minh Phương Đông và khả năng phối hợp với Romania trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không phận Ukraine đặt ra nhiều thách thức với khu vực. Việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và các giải pháp ngoại giao sáng suốt từ tất cả các bên liên quan. Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ kiểu vòm sắt Iron Dome của Châu Âu tiếp tục gây tranh cãi sau khi Đức chọn hợp tác với một nhà sản xuất vũ khí của Israel để chế tạo loại vũ khí trị giá hàng tỷ euro chủ lực của nước này. Được nhất trí thành lập vào năm 2022, sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine, sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu, bao gồm 21 quốc gia thành viên, trong đó có Vương quốc Anh, Hà Lan, Ba Lan, Hy Lạp và Phần Lan. Trong khuôn khổ sáng kiến, các thành viên đồng ý hợp tác trong quy trình mua sắm, bảo trì và sử dụng các hệ thống phòng thủ để hỗ trợ lẫn nhau. Theo lời giới thiệu trên trang web chính thức của sáng kiến, các vũ khí mới sẽ được tích hợp vào sứ mệnh hiện có của NATO nhằm bảo vệ lãnh thổ liên minh trước bất kỳ mối đe dọa hoặc tấn công từ trên không hoặc tên lửa nào. Trọng tâm của sáng kiến này là Aero 3, hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ Israel có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Hệ thống vũ khí này đã chứng minh được năng lực của mình gần đây nhất khi Israel sử dụng nó để bắn hạ tên lửa Iran nhắm vào họ sau cuộc tấn công vào tòa nhà đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu năm nay. Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Liên bang Đức nói với Euronews Next rằng việc mua sắm vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và không có gì thay đổi, bất chấp những đồn đoán cho rằng thương vụ có thể bị gián đoạn vì vũ khí có liên quan đến xung đột Gaza. Năm ngoái, Quốc hội Đức đã thông qua một thỏa thuận hợp tác trị giá 4 tỷ euro với công ty hàng không vũ trụ Israel (IAI), một bộ phận của lực lượng phòng vệ Israel (IDF), nhằm cung cấp hệ thống phòng thủ Arrow 3 của nước này. Sau đó, phong trào hồi giáo Hamas phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, khơi mào xung đột ở Gaza gây ra khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại giải đất bị phong tỏa của người Palestine. Thỏa thuận aero 3 đã được Quốc hội Đức chính thức hóa vào tháng 11 cùng năm. Theo tài liệu quảng cáo của IAI, R3 là dòng tên lửa đánh chặn có chức năng giám sát, phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các cuộc tấn công sắp tới bằng hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động. IAI tuyên bố R3 là hệ thống phòng thủ hợp lý nhất hiện có. Theo ông Shaygan, phó chủ tịch quan hệ đối ngoại của IAI, trả lời tới Defense News trong tuần này, công ty đã tăng ca và thuê thêm công nhân để lắp đặt hệ thống Arrow 3 ở Đức vào năm tới. Hiện Liên minh châu Âu, EU không có quyết định nào về việc ngừng nhập khẩu hoặc xuất khẩu vũ khí sang Israel do xung đột với Hamas, bất chấp lời kêu gọi cấm vận vũ khí từ Liên Hợp Quốc, 1.500 công chức EU và chính phủ Bỉ. Người phát ngôn của EU cho biết mọi quyết định xuất khẩu vũ khí đều do từng quốc gia thành viên đưa ra. Theo Ken Moriyasu, phóng viên Nikkei Asia cho biết, Nhật Bản sẽ bán một số tên lửa Patriot do Nhật Bản sản xuất cho Hoa Kỳ với giá 3 tỷ yên, tương đương 19 triệu đô la Mỹ để giúp bổ sung kho dự trữ của Hoa Kỳ đang cạn kiệt. Thỏa thuận được cơ quan mua sắm công nghệ và hậu cần Nhật Bản ATLA công bố vào chủ nhật được đưa ra 7 tháng sau khi Nhật Bản quyết định chuyển giao một số hệ thống Patriot hiện có của lực lượng phòng vệ SDF theo yêu cầu của chính quyền Biden. Hiện số lượng chưa được tiết lộ. Atla cho biết SDF sẽ sớm bán tên lửa Park 3 tiêu chuẩn cho quân đội Hoa Kỳ. Theo cơ quan nghiên cứu quốc hội, tên lửa Patriot là viết tắt của cụm từ radar theo dõi mảng pha để đánh chặn mục tiêu là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của quân đội Hoa Kỳ có khả năng phát hiện và bắn hạ tên lửa đang bay tới. Tại Hoa Kỳ, hệ thống radar và mặt đất được sản xuất bởi RTX, trước đây là Raytheon Technologies, trong khi tên lửa đánh chặn do Lockheed Martin sản xuất. Mỗi năm, Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản sản xuất khoảng 30 tên lửa cho lực lượng phòng vệ trên không SDF, hiện sở hữu ba loại tên lửa Patriot, PAC2, Park PAC3 Park và PAC3 MSE tiên tiến hơn, viết tắt của Missile Segment Enhancement, một tên lửa PAC3 tiên tiến thường có giá trị khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Biến thể MSE có tầm bắn mở rộng lên đến 50%. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong thông cáo báo chí hôm chủ nhật Hai nước đã xác nhận tên lửa bắc 3 sẽ không được cung cấp cho các thực thể không phải của chính phủ Hoa Kỳ và chúng sẽ được bổ sung vào kho dự trữ của Hoa Kỳ. Tại cuộc họp 2 cộng 2 của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Tokyo vào Chủ nhật, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã nhất trí mở rộng sản xuất chung bắc 3 mse và bắt đầu sản xuất chung tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, tiến AMRAAM. Theo chuyên gia Yuki Tachimi, thành viên cấp cao tại trung tâm Stimson, mặc dù quy mô chuyển giao Patriot có thể nhỏ, điều quan trọng là phải tạo ra tiền lệ vị này cho biết với tín hiệu rõ ràng từ hoa kỳ về việc tăng cường hợp tác sản xuất ngành công nghiệp nhật bản có thể đầu tư nhiều hơn vào năng lực của mình ngoài ra theo một tuyên bố của các bộ trưởng nhu cầu về các loại vũ khí như vậy đang ở mức nghiêm trọng và những nỗ lực chung về hợp tác sản xuất sẽ là ưu tiên hàng đầu họ cũng nhất trí thành lập một sở chỉ huy lực lượng chung mới của hoa kỳ để đảm nhận trách nhiệm chính trong việc điều phối các hoạt động an ninh trong và xung quanh nhật bản Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Tổ chức theo dõi nhân quyền Syri SOHR có trụ sở ở Anh vừa qua cho biết các tên lửa Israel đã tấn công hai căn cứ phòng không tại miền nam Syri trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới phía bắc Israel sau vụ tấn công bằng rocket vào cao nguyên Golan. Theo SOHR, không có thương vong trong các cuộc tấn công trên tại tỉnh Dara giáp với đường đình chiến ngăn cách lực lượng Syria và Israel ở cao nguyên Golan. Kể từ khi nội chiến bùng phát ở Syria năm 2011, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành hàng trăm cuộc tập kích nhằm vào cứ điểm của quân chính phủ và các lực lượng thân Iran ở Syria nhằm ngăn Tehran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Số lượng các vụ tấn công tăng mạnh sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát cuối tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh Tel Aviv cáo buộc Iran hậu thuẫn cho nhóm vũ trang ở giải Gaza. Iran hôm 25 tháng 12 năm ngoái thông báo Trung tướng Sayed Raji Mosavi, cố vấn cấp cao của IRGC, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Damas của Syria. Ông Mosavi là tướng lĩnh cấp cao nhất của Iran bị sát hại ở nước ngoài kể từ khi tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quas thuộc IRGC, bị Mỹ tập kích bằng máy bay không người lái UAV ở Iraq vào tháng 1 năm 2020. Hồi cuối tháng 1 năm nay, Israel tiếp tục tập kích một tòa nhà được các cố vấn Iran sử dụng ở Damas, khiến năm sĩ quan IRGC thiệt mạng, trong đó có một người là chỉ huy hoạt động tình báo của lực lượng này. Cuối tháng 4, Bộ Quốc phòng Syria cũng cáo buộc Israel đã tấn công một căn cứ quân sự tại miền nam nước này, gây ra thiệt hại đáng kể. Theo nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, Israel đã tấn công một vị trí radar của quân đội Syria ở tỉnh Dara, khu vực phát hiện máy bay Israel đi vào không phận Syria. Tới đầu tháng 5 vừa qua, theo hãng Reuters, IDF cũng đã tấn công một tòa nhà được lực lượng an ninh Syria sử dụng ở ngoại ô Damascus. Thời điểm đó, hãng thông tấn Sana của Syria dẫn nguồn tin an ninh cho biết 8 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Sana cũng báo cáo về thiệt hại vật chất trên mặt đất nhưng không tiết lộ cụ thể. Theo hãng tin này, tên lửa được phóng từ cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết Địa điểm bị tấn công ở Syri hôm thứ Năm nằm ngay phía nam đền thờ Sayyeda Jainab, nơi tập trung lực lượng Hezbollah và Iran. Tuy nhiên, nguồn tin cũng khẳng định địa điểm bị tấn công không do các đơn vị Iran hay Hezbollah điều hành. Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến vào Israel như đã từng làm trong quá khứ ở Libya và Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không nêu rõ loại can thiệp nào mà ông đang đề xuất tại cuộc họp của đảng công lý và phát triển cầm quyền ông tayyip erdogan nói rằng chúng ta phải rất mạnh mẽ để israel không thể làm những điều vô lý này với palestine giống như chúng ta đã tiến vào nagorno karabakh vào libya chúng ta có thể làm tương tự với họ không có lý do gì khiến chúng ta không thể làm điều này chúng ta phải mạnh mẽ để có thể thực hiện những bước đi này sau phát biểu của tổng thống Erdogan, bộ trưởng Bộ ngoại giao Israel Kass đã lên tiếng so sánh nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với cố tổng thống Iraq Saddam Hussein. Ngoại trưởng Israel viết trên mạng xã hội X rằng, tổng thống Erdogan đang đi theo con đường của Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel. Ông ấy nên nhớ những gì đã xảy ra và kết cục của nó. Năm 2003, Mỹ đã phát động chiến tranh Iraq nhằm lật đổ chế độ của ông Saddam Hussein với cáo buộc rằng Baghdad sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời có liên hệ với tổ chức khủng bố al -Qaeda. Ông Saddam Hussein bị hành quyết tại Baghdad vào tháng 12 năm 2006. Chính quyền Mỹ sau này thừa nhận không tìm thấy vũ khí hóa học hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Ông Jay Lapid, lãnh đạo đảng Jess Atid, đảng đối lập lớn nhất Israel, chỉ trích phát biểu của Tổng thống Erdogan và đăng trên mạng xã hội X rằng thế giới, đặc biệt là các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, phải kịch liệt lên án những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với Israel. Lãnh đạo Đảng Tự do PVV Hà Lan, Gert Wilders, trong khi đó cho rằng nên loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO bởi phát ngôn của Tổng thống Erdogan. Năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử binh sĩ tới Libya để hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được Liên Hợp Quốc công nhận. Libya rơi vào cảnh bất ổn bởi sự tồn tại song song của hai chính phủ đối địch là chính phủ đoàn kết dân tộc GNU được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli và chính phủ ổn định quốc gia GNS ở miền đông nước này. GNU của thủ tướng Abdul Hamid al được thành lập thông qua một quy trình do Liên hợp quốc hậu thuẫn vào năm 2021, nhưng GNS đã không công nhận tính hợp pháp của GNU vào cuối năm đó, dẫn đến bế tắc chính trị kéo dài. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Abdul Hamid de Beba. Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận mọi vai trò trực tiếp trong các hoạt động quân sự của Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh. Nhưng vào năm 2023, Ankara cho biết họ đang sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả huấn luyện quân sự và hiện đại hóa để hỗ trợ đồng minh thân cận của mình. Nagorno-Karabakh là khu vực miền núi không giáp biển. Lãnh thổ này được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan. Tuy nhiên cư dân ở Nagorno-Karabakh chủ yếu là người dân tộc Armenia và có chính quyền riêng. Armenia và các nước thành viên Liên hợp quốc chưa công nhận chính quyền này. Người Armenia theo đạo Cơ đốc tự nhận có lịch sử thống trị lâu dài trong khu vực này, trong khi đó cư dân Azerbaijan chủ yếu theo đạo Hồi cũng gắn liền bản sắc lịch sử của mình với Nagorno-Karabakh. Họ cáo buộc người Armenia đã trục xuất người Azerbaijan sống gần đó vào những năm 1990 do đó, Azerbaijan muốn giành toàn quyền kiểm soát khu vực này, đồng thời đề nghị người dân tộc Armenia mang hộ chiếu Azerbaijan hoặc rời đi. Vừa qua, ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết đã có cuộc thảo luận với những người đồng cấp Katz của Israel và Abdallah Bo Habib của Liban nhằm ngăn nguy cơ bùng phát cuộc xung đột mới tại Trung Đông. Trong một tuyên bố, ngoại trưởng Tajani cho rằng việc phá vỡ vòng xoáy bạo lực là hoàn toàn khả thi. Theo ông Tajani, nếu phong trào Hezbollah tôn trọng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn giúp chấm dứt xung đột Israel Hezbollah tại miền Nam Liban vào năm 2006 thì nguy cơ Israel tấn công có thể được ngăn chặn. Mặc dù cho rằng việc sơ tán khoảng 3.000 người Italia đang sống ở Liban sẽ chỉ cần thiết nếu khủng hoảng xấu đi, song trong tình hình hiện nay, ông khuyến cáo công dân Italia nên rời khỏi Liên bang. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh cam kết của chính phủ Italia đối với hòa bình, ổn định khu vực, bao gồm sự đóng góp của Italia trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liên bang, UNIFIN. Ông kêu gọi các bên đảm bảo việc bảo vệ UNIFIN, trong đó hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Italia. Nhà ngoại giao hàng đầu của Italia tin rằng việc tiếp tục và mở rộng xung đột không phải là mong muốn của bên nào tái khẳng định sự ủng hộ của Italia đối với bất kỳ sáng kiến hòa giải nào nhằm thúc đẩy đối thoại. Trong khi đó, chính phủ Đức kêu gọi tất cả các bên liên quan trong xung đột tại Trung Đông ngăn căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã có cuộc thảo luận với một số nhân vật, trong đó có người đồng cấp Liban nhằm ngăn tình hình căng thẳng gia tăng người phát ngôn nêu rõ Đức rất quan ngại về tình hình thực địa, đồng thời khuyến cáo công dân Đức tại Liên bang rời khỏi nước này khi còn có thể. Ước tính khoảng 1.300 công dân Đức đang sinh sống tại Liên bang. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập AL Ahmed Aboukait bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Israel và phong trào Hezbollah lan rộng. Trong tuyên bố, Tổng thư ký Aboukait cảnh báo xung đột hiện nay có thể đẩy toàn bộ Trung Đông vào các cuộc giao tranh. Ông khẳng định đoàn kết với Liban, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hành động leo thang nào cũng có thể đe dọa tới an ninh và ổn định của toàn khu vực. Ông dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác quốc tế để hạ nhiệt tình hình, tránh nguy cơ đối đầu lan rộng. Trước đó, AL đã nhiều lần kêu gọi điều tra vụ tấn công vào cao nguyên Golan, cũng như cảnh báo hệ quả của việc Israel kéo dài xung đột tại Gaza, nguy cơ của việc mở rộng xung đột và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giao tranh xuyên biên giới giữa israel và lực lượng hezbollah ở miền nam liban đã gia tăng kể từ khi xung đột tại gaza nổ ra cho đến nay tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên golan do israel kiểm soát nội các an ninh của israel đã ủy quyền cho chính phủ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cho rằng do lực lượng hezbollah thực hiện về phần mình hezbollah khẳng định không liên quan vụ tấn công thủ tướng israel Benjamin Netanyahu mới đây đã tới thăm Madan Shams, nơi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan. Trong tuyên bố do văn phòng thủ tướng Netanyahu đưa ra sau đó, nhà lãnh đạo Israel khẳng định nước này sẽ có đáp trả mạnh mẽ. Quan chức của Liban, Iran, các nhà ngoại giao Trung Đông và châu Âu cho biết, Washington đang vội vã ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện giữa Israel với lực lượng Hezbollah của Liban sau vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng vào cuối tuần qua, Israel và Mỹ cáo buộc Hezbollah gây ra vụ tấn công bằng rocket, nhưng lực lượng này phủ nhận trách nhiệm. Các nguồn tin giấu tên cho biết trọng tâm của nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu là hạn chế phản ứng của Israel để nước này không đáp trả vào thủ đô Beirut đông dân, các vùng ngoại ô phía nam của thành phố vốn là trung tâm của Hezbollah hoặc các công trình quan trọng như sân bay và cầu. Phó chủ tịch quốc hội Liban Elias Bou Saab cho biết đã liên lạc với nhà trung gian người Mỹ Amos Hochstein kể từ cuộc tấn công vào cao nguyên Golan vừa qua. Ông nói rằng Israel có thể ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến tổng lực nếu tránh tấn công vào thủ đô và vùng phụ cận của Beirut. Trong khi đó, các quan chức Israel cho biết nước họ muốn đáp trả Hezbollah nhưng không muốn kéo khu vực vào cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, hai nhà ngoại giao Trung Đông và châu Âu cho biết Israel chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc tránh các cuộc tấn công vào Beirut, vùng ngoại ô hoặc các cơ sở hạ tầng dân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về các chi tiết cụ thể của các cuộc đàm phán ngoại giao nhưng khẳng định họ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để chấm dứt mọi cuộc đấu súng xuyên biên giới. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói, sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của Israel là sắt đá và không lay chuyển trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả Hezbollah. Israel có mọi quyền để đáp trả cuộc tấn công khốc liệt vào Golan, nhưng không ai muốn một cuộc chiến lớn hơn. Văn phòng Thủ tướng Israel và Hezbollah chưa bình luận về sự việc. Một quan chức Iran cho biết, Mỹ cũng đã truyền đạt thông điệp tới Tehran ít nhất 3 lần kể từ cuộc tấn công vào các nguyên Golan vừa qua cảnh báo rằng việc gia tăng căng thẳng sẽ gây bất lợi cho tất cả các bên. Một nhà ngoại giao Pháp đối với Reuters rằng kể từ vụ tấn công Golan, Paris cũng tham gia vào việc truyền đạt thông điệp giữa Israel và Hezbollah để hạ nhiệt tình hình. Pháp có mối quan hệ lịch sử với Liban, nơi nằm dưới sự ủy trị của Pháp từ năm 1920 cho đến khi giành được độc lập vào năm 1943. Paris vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ kể từ đó và có khoảng 20.000 công dân ở nước này, nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch. Bộ Ngoại giao Pháp không trả lời yêu cầu bình luận. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản mới đây, Lầu Năm Góc xác nhận đã chuẩn bị hai gói viện trợ vũ khí cho Ukraine với tổng giá trị lên đến 1,7 tỷ đô la Mỹ. Gói đầu tiên trị giá 200 triệu đô la Mỹ, bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không, đạn dược cho các hệ thống rocket và pháo binh, cũng như vũ khí chống tăng từ kho dự trữ của quân đội Mỹ. Gói thứ hai trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ năng lực phòng không cho Kiev theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI. Lầu Năm Góc cho biết thêm Ukraine sẽ nhận được đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS, đạn phòng không tầm thấp và tầm trung, tên lửa phòng không RIM-7, các thiết bị tác chiến điện tử, đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 120mm, bom có độ chính xác cao, tên lửa TOVK, các hệ thống chống tăng Javelin và AT-4, vũ khí hạng nhẹ, vật liệu nổ và thiết bị công phá cùng đạn dược, hệ thống liên lạc an toàn, dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại cũng như nhiều phụ tùng thay thế khác. Theo hãng thông tấn TASS, kể từ khi ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ, Washington đã phân bổ hơn 56,1 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, trong đó có hơn 55,4 tỷ đô la Mỹ kể từ thời điểm nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Trong một diễn biến khác, theo tờ Euromaidan Press, người dân miền Tây Ba Lan đang chứng kiến sự gia tăng lưu lượng xe quân sự của Mỹ khi quân đội nước này di rời thiết bị từ các căn cứ của Đức đến các cơ sở mới ở Povis. Cụ thể là quân đội Mỹ đang di rời xe bọc thép từ Đức đến một căn cứ gần Poznan, Ba Lan như một phần trong nỗ lực củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Người dân của các tỉnh Lubuskie và Greater Poland đã thấy xe tăng và xe chiến đấu ngày càng tăng trên các tuyến đường địa phương. Tuy nhiên, theo báo cáo, chính quyền khu vực đảm bảo rằng việc vận chuyển này không phải do bất kỳ sự kiện hiện tại nào gây ra. Hoạt động này là một phần của kế hoạch được lên từ trước nhằm di rời thiết bị quân sự của quân đội Mỹ từ các căn cứ quân sự ở Đức đến các nhà kho ở Povis. Hoạt động di chuyển này được điều phối bởi Trung tâm Điều phối Di chuyển của quân đội Ba Lan diễn ra sau khi Mỹ hoàn thành xây dựng một căn cứ ở Sivietosdorp, Ba Lan, có thể đóng được 1.000 quân và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 9 theo Radio Jet, 87 xe tăng, 150 xe chiến đấu bộ binh và 18 đơn vị pháo tự hành sẽ được chuyển đến căn cứ ở Povis, miền Trung Ba Lan. Do các nhà kho ở Povis nằm cạnh sân bay, cho nên nó cho phép di chuyển nhanh chóng thiết bị cùng với đạn dược kèm theo trong trường hợp cần thiết. Trước đây, những khí tài này được lưu trữ tại một nhà kho quân sự ở Mannheim và sự xuất hiện của chúng ở Povis sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan. Ngoài ra, tờ The Stars and Stripes của Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ hoạt động này đã được bắt đầu từ hồi cuối tháng 6. Kho thiết bị và đạn dược của Mỹ tại căn cứ Povis khởi công xây dựng hồi mùa hè năm 2022 sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2025. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine mới đây xác nhận đã tấn công sân bay quân sự Saki của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm sau khi truyền thông đưa tin về các vụ nổ trong khu vực. Trong tuyên bố, Bộ này nói rằng sân bay Saki của Nga là mục tiêu mới nhất mà Kiev nhắm tới và họ đang đánh giá tác động của cuộc tấn công này. Tuyên bố nêu, đây là một trong những sân bay mà Nga sử dụng để kiểm soát không phận, cụ thể là ở Biển Đen, và để tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine. Tuyên bố không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng, nhưng cho biết cuộc tấn công do lực lượng tên lửa của Ukraine cùng với các lực lượng khác thực hiện. Một số kênh Telegram đưa tin sau khi người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ, một vụ hỏa hoạn đã được báo cáo tại sân bay này. Vụ cháy được cho là do một cuộc tấn công và kho đạn dược tại sân bay. Trong đoạn video được ghi lại, có thể thấy một số hố đen giống vết cháy nổ trên sân bay Saki. Tuy nhiên, vì hình ảnh vệ tinh có độ phân giải không cao nên chưa thể đánh giá đầy đủ hậu quả vụ tấn công. Phía Ukraine cho biết thêm, căn cứ không quân Saki được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga. Đây cũng là nơi tập kết nhiều máy bay Su-30. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Được biết, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào Crimea trong những tháng gần đây. Ukraine xác nhận hạm đội biển đen của hải quân Nga có trụ sở chính tại Sevastopol trên bãi đảo Crimea đã buộc phải di chuyển các tàu chiến đến nơi neo đậu an toàn hơn ở các khu vực khác. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian được công bố, tướng Oleksandr tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Kiev đã có kế hoạch giành lại Crimea sau hơn một thập niên Nga sắp nhập bán đảo này. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã phá hủy các cơ sở radar và tên lửa của Nga ở Crimea. Mục tiêu chính của Ukraine là phá hủy tuyến đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên biển đen. Bán đảo Crimea đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Chachovya tương đối bé nhỏ nhưng mang tầm quan trọng lớn trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Nơi đây đã chứng kiến nhiều tháng giao tranh khốc liệt giữa đôi bên. Nằm trên đồi cao, thị trấn được xem là cửa ngõ tiến vào các khu vực thuộc tỉnh Donetsk, hiện vẫn nằm trong tay Ukraine. Cha ra nhìn xuống những vùng đất thấp hơn trên hướng Bắc, về phía những thành phố lớn Kramatorsk và Slavyansk, và về phía Tây, tới tỉnh Dnipropetrovsk. Kênh Military summary mới đây đưa tin, theo hướng Kupiansk, lực lượng Moscow đã tiếp tục tấn công trên bộ ở Pestchane tiến xa hơn về phía Bắc, dọc theo các cánh đồng. Tại Chashovya, hai nguồn tin thân Nga tuyên bố rằng lực lượng Moscow đã ảo ạt vượt kênh đào, sông vào trung tâm, đồng loạt kiểm soát được những khu vực đầu tiên ở phía Bắc cũng như phía Nam thành phố. Phía Bắc bakhmut Mút, quân đội Nga đã mở một mặt trận khác và được cho là đang tiến dọc theo các cánh đồng hướng về Slavyansk. Đây là một trong hai thành phố lớn cuối cùng ở Donetsk mà Kiev đang kiểm soát. Đại đô thị còn lại là Kramatorsk. Theo ứng thuộc Adipka, Quân đội Nga tiếp tục gây áp lực đáng kể lên đối phương, cải thiện vị trí của họ xung quanh các ngôi làng lân cận. Tại phía tây Umanské và Novoselovka-Persa, họ cũng được cho là đã giành được nhiều lợi thế. Ở Krasnogorovka, những binh sĩ Ukraine cuối cùng đang rút lui. Quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố. Việc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi một số bộ phận của Chachovia là bước phát triển không tốt lành cho Kiev, trong bối cảnh họ đang nỗ lực ổn định tiền tuyến sau nhiều tháng bị Nga tiến công không ngừng. Tận dụng tình trạng Kiev thiếu đạn dược, Moscow đã nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Không những vậy, Nga còn bất ngờ phát động chiến dịch tiến công xuyên biên giới ở khu vực phía bắc để buộc Ukraine phải rút bớt quân khỏi miền đông để tiếp viện cho khu vực phía bắc. Ông Konrad Mujica, một nhà phân tích quốc phòng theo dõi sát sao xung đột Ukraine nhận định với CNN, kiểm soát được Chashovya sẽ cho phép Nga mang thêm UAV FPV góc nhìn thứ nhất, chắc thủ UAV và trọng phá vào khu vực này để tiến hành nã hỏa lực vào lực lượng Ukraine. Theo ông Mujica, nếu để mất gia phía Ukraine sẽ còn ít cơ hội dựa vào khu vực đô thị này để làm giảm nhiệt độ tấn công của Nga. Một khi kiểm soát được toàn bộ thị trấn này, lực lượng Nga sẽ uy hiếp được nhiều thành phố cận kề, đe dọa những tuyến hậu cần quan trọng của đối phương và giúp Nga xích lại gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề úp mở rằng ông muốn quân đội Nga kiểm soát được toàn bộ tỉnh Donetsk. Các công ty khởi nghiệp ở Ukraine đang phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để điều khiển máy bay không người lái UAV trên đường đua giành lợi thế công nghệ trong cuộc xung đột với Nga. Kiev hy vọng UAV có tích hợp AI sẽ chống lại tình trạng gây nhiễu tín hiệu ngày càng tăng của Nga trên chiến trường. Tiến bộ từ AI sẽ giúp UAV xác định mục tiêu, lao UAV vào mục tiêu, dẫn hướng và các chương trình phức tạp hơn, bao gồm các nhóm UAV bầy đàn được kết nối với nhau. Swarmer là một trong nhiều công ty công nghệ phát triển phần mềm liên kết một số lượng lớn UAV vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Chỉ cần được bật đèn xanh, các UAV có thể hành động theo nhóm ngay lập tức. Giám đốc điều hành của Swarmer, Sekhi Kuprienko, cho biết bạn có 25 UAV đang tiếp cận vị trí của mình, bạn chỉ cần bắn chúng tất cả. Nghe thì đơn giản, nhưng nó sẽ phức tạp hơn nhiều khi bạn bắn chúng chiếc UAV đầu tiên và các UAV khác thay đổi ngay quỹ đạo và tấn công bạn từ các phía khác nhau tấn công bầy đàn do đó vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ và đó là lý do tại sao mọi học thuyết quân sự hiện đại của phương Tây đều đưa tấn công bầy đàn vào kế hoạch hoặc chiến lược cho nhiều thập niên tới. Hệ thống quản lý drone bằng AI này có tên là Stix có thể điều khiển mạng lưới các drone trinh sát và drone tấn công với mọi kích thước từ bé đến lớn và đặc biệt là hoạt động cả trên không và trên mặt đất. Mỗi thiết bị bay không người lái đều có thể tự lập kế hoạch di chuyển và phán đoán hành vi của những thiết bị khác trong nhóm ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động ông kuprienko cho biết việc tự động hóa các drone bằng ai sẽ giúp bảo vệ những người điều khiển thiết bị bay không người lái hoạt động gần tiền tuyến tuy nhiên công nghệ của swammer vẫn đang được phát triển và mới chỉ được thử nghiệm trên thực địa ở quy mô hạn chế reuters dẫn nguồn tin nói rằng ukraine dường như đã dùng ai trong các vụ tấn công bằng uav tầm xa vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nga một quan chức ukraine giấu tên nói với reuters rằng các cuộc tấn công đôi khi có sự tham gia của một dàn khoảng 20 máy bay không người lái. Một số UAV sẽ có nhiệm vụ đánh lạc hướng phòng không trên đường đi trong khi những chiếc khác sẽ lao tới mục tiêu để tấn công. Nguồn tin cho biết thêm, để làm điều này, Ukraine sử dụng phần mềm AI với sự giám sát của con người để giúp phát hiện các mục tiêu hoặc mối đe dọa và lên kế hoạch cho các tuyến đường khả thi. UAV đã nhanh chóng phát triển từ chỗ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong tác chiến quân sự đến chỗ trở thành một nhân tố thiết yếu trong chiến tranh hiện đại. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine khốc liệt, nhu cầu về UAV gia tăng mạnh trên toàn cầu. Theo trang tin Avia Pro, các UAV mới của Nga có tên gọi là Gebera. Moscow được cho là đã sử dụng Gebera trong một cuộc tập kích thủ đô Kiev của Ukraine gần đây. Loại máy bay này được phát triển tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Tatarstan, theo thông tin từ nhà sản xuất, UAV Gebera có tổng hợp 3 chức năng gồm tấn công cảm tử, trinh sát và mồi nhử. Chức năng mồi nhử của Gebera đã được Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định hồi đầu tháng này. Ngoài ra, Gebera còn có khả năng phối hợp với các UAV khác để tăng hiệu quả trong các điều kiện tác chiến. Các nguồn tin cũng lưu ý rằng chúng có khả năng di động cao và khả năng điều khiển ở khoảng cách xa. Ông Andrei Cherniak, đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng Giá thành của những UAV này chỉ khoảng 10 đô la Mỹ và có thể hoạt động ở độ cao lên đến hàng nghìn mét, khiến những vũ khí phòng không loại nhỏ thông thường khó tiếp cận. Trước đó, Nga cũng đã phát triển một hệ thống mới Cobra để phát hiện người điều khiển máy bay không người lái UAV của Ukraine trong bối cảnh cuộc đua sản xuất UAV hiệu quả hơn trên tiền tuyến đang nóng lên. Nhà phát triển cho hay hệ thống Cobra trông giống như một chiếc máy chơi game nhưng có khả năng theo dõi người điều khiển UAV của Ukraine đồng thời xác định chính xác tọa độ của những người này trên bản đồ theo thời gian thực. Hiện tại, hệ thống Cobra đang trong quá trình thử nghiệm, sau đó sẽ tiến hành hoạt động chiến đấu thử nghiệm trên tiền tuyến ở Ukraine. Theo RIA Novosti, kế hoạch tiếp theo đối với hệ thống mới này là sản xuất hàng loạt. Cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở Ukraine đã thúc đẩy sự đổi mới chưa từng có về UAV khi cả Moscow và Kiev đều chiến đấu bằng các phương tiện không người lái trên không, trên mặt đất và trên biển đen uav được phía ukraine sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau dọc theo tiền tuyến thiết bị này bao phủ hầu như mọi khía cạnh của cuộc xung đột từ hỗ trợ trinh sát đến tấn công bằng uav cảm tử và dẫn đường cho pháo binh nga cũng rất chú trọng các chương trình về thiết bị không người lái của mình moscow và kiev được cho là đã sử dụng hàng trăm uav mỗi ngày việc nâng cấp diễn ra liên tục có thể bao gồm tăng phạm vi hoạt động của uav độ chính xác của các cuộc tấn công Mức độ im lặng của UAV khi tiếp cận mục tiêu, khả năng hoạt động tốt hơn trong các nhiệm vụ ban đêm hoặc khả năng chống lại các nỗ lực gây nhiễu của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, quân đội nước này vừa phá hủy khẩu lựu pháo M777 155mm và một kho đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine ở hữu ngạn sông Dniep thuộc vùng Kherson. Một đoạn video được công bố cho thấy, sau khi máy bay không người lái cảm tử UAV Lancet được phóng đi, các loạt đạn pháo đã xuyên qua tuyến giao tranh dọc theo lòng sông. Đồng thời, người điều khiển máy bay không người lái trinh sát Zala bắt đầu trinh sát và xác định các mục tiêu ưu tiên. Một khẩu lựu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất và một kho đạn dã chiến cho pháo binh. Sau một cú tấn công trực tiếp, kho đạn dã chiến đã bị phá hủy và khẩu lựu pháo cũng bị loại bỏ. Tại khu vực này, các đơn vị UAV của lực lượng nhảy dù Nga hàng ngày loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục binh sĩ và nhiều loại thiết bị khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine. Tiếp đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng quân đội nước này tiếp tục phá hủy một xe tăng Abrams của Ukraine bằng đạn dẫn đường chính xác Krasnopol tại khu vực Adivka. Đồng thời, các hệ thống phòng không Nga bắn hạ 39 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 19 máy bay không người lái ở vùng Kursk, 9 chiếc ở vùng Bengorod, 3 chiếc ở Voronezh, 5 chiếc trên khu vực Bryansk, và ba chiếc khác ở Leningrad. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng hệ thống Iskander M tấn công hai đoàn tàu quân sự tại một nhà ga đường sắt gần thị trấn Bavenkovo, giáp danh Kharkov của Ukraine. Mỗi đoàn tàu có ít nhất 20 toa và chở nhiều thiết bị quân sự đã bốc cháy dữ dội, sau đó là các vụ nổ thứ cấp. Moscow và ước tính cuộc tấn công đã khiến hàng chục thiết bị quân sự bị phá hủy, bao gồm các xe bọc thép chở quân, APC, Rossell Senator do Canada sản xuất và xe chống phục kích chống mìn MRAP International Max Pro do Mỹ sản xuất. Quân đội Nga cũng tuyên bố họ đã phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp, các bệ phóng tên lửa đá nòng BM-21 Grad, xe tăng và xe bọc thép khác. Ngoài ra, Nga cũng không ngừng tập trung vào việc tấn công các hệ thống cảnh báo sớm và tác chiến điện tử của Ukraine, bao gồm các máy gây nhiễu chủ động, radar, máy dò thụ động và các thiết bị khác. Vừa qua, một đoạn video do bộ quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, xe chở hệ thống pháo phản lực MLRS M270A1 di chuyển với tốc độ cao băng qua một cánh đồng. Lực lượng Nga nhanh chóng phát hiện mục tiêu, sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M tấn công. Xảy ra vụ nổ lớn và hỏa hoạn sau cuộc tấn công. Theo ước tính của quân đội Nga, đã có thương vong trong cuộc tấn công, trong khi pháo M270A1 và một xe hộ tống đã bị phá hủy. Hệ thống MLRS M270A1 là phiên bản nâng cấp của HIMARS, có khả năng loại bỏ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cũng như các loại đạn có độ chính xác cao. Quân đội Nga tiến hành săn lùng tài sản có giá trị cao của Ukraine, bao gồm bệ phóng HIMARS. Trong những tuần gần đây, nhiều bệ phóng cùng loại đã bị phá hủy. Chúng bị phát hiện bởi máy bay không người lái giám sát sâu phía sau tiền tuyến. Các bệ phóng HIMARS từ lâu đã được Kiev tung hô là một trong những công cụ tầm xa tối ưu để tấn công tài sản quân sự của Nga, ví dụ như sân bay, kho đạn dược và điểm chỉ huy. Tuy nhiên, hệ thống này cũng thường xuyên được sử dụng để dàn dựng nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. HIMARS được thiết kế để phản ứng nhanh chóng và chính xác trước nhiều mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Trong khi đó, Iskander M là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.